trống vang lên, biểu tượng của niềm hân hoan vui mừng chào đón một đức đại toàn đại giác, thì nơi cõi ta bà và chúng ta hôm nay trở về tại chùa Huệ Quang để tưởng niệm. Thưa quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt tại chùa Huệ Quang ở trên đường Westminster góc với đường Chiêu Click thuộc thành phố Santa Ana. Như quý vị thấy thì sau lưng Phạm Khanh đây đó là cái không khí của ngày lễ Phật Đản. Chúng tôi thấy hiện giờ là hàng trăm bà con đồng hương Phật tử đã tề tụ ở đây để chờ đợi đến giây phút sẽ cử hành cái chương trình lễ Phật Đản ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì quý vị thấy ngoài Phạm Khanh ra còn có cô Trang cũng như là Benny Phạm cũng đến dự cái ngày lễ Phật Đản này. Benny, what did you know about Buddha? As I know, Buddha was born over 2,000 years ago. He taught people how to be nice and gathered around. Now hundreds of people here are gathering around to celebrate his birthday. Wow, Benny giỏi quá. Cô Trang, cô có thể cho biết là ngày hôm nay cái chương trình lễ ở chùa này như thế nào? Dạ thưa anh Phạm Khanh, thì hôm nay chương trình Phật Đản ở chùa Huệ Quang thì là sẽ có là thuyết pháp của thầy Tích Tâm Tiến. Thầy là một người ở Việt Nam mà đệ tử của thầy Thích Chân Tín và đã du học ở Harvard. Và sau đó thì là có các thầy sẽ tiến hành lễ mà chào cờ. Và sau đó nữa thì là có các rước các thầy, các chư tăng ni đến dự lễ ở chùa và có chương trình văn nghệ nữa để chào mừng ngày lễ Phật Đản, chào mừng Đức Phật ra đời. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh về cái chương trình lễ Phật Đản đang được diễn ra tại chùa. Thưa quý vị, bên cạnh lễ đài cũng như là cái chỗ tổ chức cái chương trình lễ Phật Đản tại chùa Huệ Quang như quý vị thấy đó, thì là có cái gian hàng đồ ăn chay phục vụ cho bà con đồng hương du khách phương xa đến tham dự. Bởi vì chương trình lễ rất là dài, thành thử ra là nhiều bà con bây giờ tranh thủ thời gian chưa lễ ra đây để mà mua những cái đồ ăn thức uống ở tại đây. Chùa Huệ Quang ngày hôm nay làm đồ ăn rất là nhiều và những đồ ăn mà quan thấy ngon quá. Ở đây chúng tôi thấy là có những cái món nè, thí dụ như đậu hũ kho nè, có dưa mắm nè, có canh chua nè, canh hổ qua nè. Wow, hấp dẫn quá. Còn những cái món ăn chơi thì có đây nè, xương sa. Wow, mấy cô đổ đẹp quá nè, có bông hoa đâu đó đàng hoàng. Ở đây nữa, bây giờ chúng ta qua cái gian hàng này nha. Đó, qua cái gian hàng này coi còn có những cái món gì ngon nữa nè. Ở đây có bán da ua, anh bán cái gì đấy ra anh ơi? Dồi xả với chả giò, bánh mì, chai, bò bía. Hôm nay là coi như là đến làm công quả đó. Làm mỗi tuần. Wow. Cảm thấy thế nào khi được phục vụ mọi người thưa anh? Vui anh, là hoan hỷ. Dạ. Đem niềm vui đến cho mọi người. Wow, mé bên này hấp dẫn quá. Mấy cái hộp này là gì đây? Cơm. Cơm tấm bì chả. Mọi người thấy không? Cơm tấm bì chả nè. Cái này là mì xào. Mì xào. Wow, mì xào. Cái này là trà hủ. Cá chiên, cá chiên, cá chiên. Wow, ngon quá vị ơi, cá chiên. Rồi bì xào, cơm tấm, bún, bánh tầm mì. Wow, có bánh tầm mì nữa nè. Trời ơi, một hộp như thế này, bánh tầm mì. Cái này bánh gì anh? Bánh hỏi, bánh hỏi. Đó, một hộp như thế này thì mình phục vụ cho bà con bao nhiêu tiền anh? 6 đồng một hộp. Trời ơi, rẻ quá vị ơi. Vô đây ăn vừa, thứ nhất no bụng, vừa ủng hộ chùa luôn. Mỗi người một tay, hàng trăm người đến đây phải không nào, trong cái ngày lễ Phật Đản này tại chùa Huệ Quang không mà mới có được cái không khí như thế này. Đó là bởi phía bên ngoài hội trường ngoài kia thì mọi người đang chờ để dự lễ. Của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm nay có mặt tại đạo tràng Huệ Quang nhân ngày kỷ niệm đản sanh Phật lịch 2563. Phật giáo Việt Nam thống nhất thống năm châu từ đây đạo cùng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chúng con rất lấy làm hoan hỷ và vui mừng với lời chào mừng khai mạc cho buổi lễ Phật đản Phật lịch 2563. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư tông đức tăng và quý ni sư, quý ni trưởng, quý chư tôn đức ni ở các tự viện, các vùng về đây trong mùa lễ hội ở tại đạo tràng chùa Huệ Quang của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi được cái vinh dự là hòa thượng viện chủ chùa Huệ Quang đã hoan hỷ cho phép lên đây để nói đôi lời cùng toàn thể đại chúng. Ba niệm lắng thanh tịnh. Chào mừng đón năm sơn về đây. Ngày trên gian chào đón Đức Phật từ tôn. Trầm môi hương về một đóa sen hồng.